chào các bạn. Hôm nay mình định làm clip là chế tạo nhà bằng sắt hoặc là nhà bằng nước đá. Nhưng mà tình hình là sáng giờ nó cứ chuyển mưa ghét các bạn ơi. Nên hôm nay mình sẽ làm một clip là liên quan tới ăn uống nha. Tại vì mưa quá không thể nào mà làm mấy cái nhà được. Nên hôm nay mình sẽ làm một clip ở trong nhà, đó chính là mình sẽ làm món trái cây tô. Bây giờ mình sẽ mặc áo mưa và đi siêu thị để mua trái cây về làm nha. Chứ giờ mưa quá trời quá đất luôn rồi. Mình đã tới siêu thị Aeon Nhật Bản rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong đó mua trái cây nè, da ô, sữa đặc và siro nha. Nói chung là món trái cây tô này làm là khá là đơn giản, chỉ cần có nhiêu đó nguyên liệu thôi. Ok, bây giờ vào thôi. Sẽ lật trái nó ra như vậy luôn nè. Nho này là nho không hạt luôn nha mấy bạn, nên cứ vậy luôn, khỏi cần lựa hạt gì hết á, cứ rửa sạch là ăn không à. Tay nhỏ tay lớn gì cũng ăn được hết á.
tuốt lúa, giống tuốt lúa á. Ok, tiếp theo là chôm chôm. Tiếp theo là chôm chôm nha. Chôm kia chắc cứ chôm gì không chóc luôn nữa. Rồi tiếp theo là nhãn. Nhãn thì nhìn giống chôm chôm quá ta. Giống cái chôm chôm luôn á. Cái chà bá luôn nè. Cái muối nó rất là dày cơm luôn, nhãn này nhãn gì không biết nữa. Muối nó nhìn dày cơm ghê không các bạn. Bây giờ lộn đầu luôn. Đó. Rồi tiếp theo là xoài. Xoài để tên là xoài cát chu. Xoài cát chu không biết là gì nữa. Rồi tiếp theo là dưa lưới nha. Cái này giòn dữ ta. Trái này thì bỏ hộp. Giống đu đủ quá. Giòn vậy ta. Thường là dưa lưới là nó mình nghe nghe lạc nhắc là sao dưa lưới màu hồng nè, ngọt nè. Chắc tùy loại quá, cái loại này ngọt. Ok. Tiếp theo là hành long. Đây, tiếp theo là hành long. Hành long này chúng ta sẽ cắt cái cùi của nó đi. Chạy đôi.
Rồi bây giờ là kiwi. Kiwi này kiwi chua nha. Đây nãy giờ là mình cọt là hơn nửa tiếng mới xong được cái hao này các bạn. Công nhận nó nhiều quá, nguyên hao đầy luôn. Bây giờ mình sẽ cho siro, sữa đặc với lại sữa chua vào là xong rồi. Đá nữa chứ, nguyên bịch đá đây luôn nè. Rồi mình sẽ cho sữa đặc vào nha. Ăn còn ngọt chút ha. Ừ, bỏ vô hết đi. Thôi ngọt, bỏ vô hết ngọt lắm thì được rồi. Đường. Rồi. Rưới đều hết là được. Siro ở đây là mình sử dụng siro dâu nha. Mình cũng rưới đều luôn. Rồi. Rồi nguyên liệu cuối cùng là sữa chua. Đây sữa chua. Trời ơi. Trời ơi. Lại. Rồi nữa lại xong rồi hoàn thành. Rồi bây giờ mình sẽ cho đá vào trộn lên cho nó tan nước ra là ok, hoàn thành. Món tái cây tôm này làm đơn giản đó các bạn. Đó, ăn phải lạnh gì mới ngon, cái cây phải ăn lạnh. Rồi. Má lạnh quá. Cho đá nó tan nước ra, nó trộn với lại sữa chua, siro với lại sữa đặc á. Cái nước nó hút cũng rất là ngon. Này là đặc sản ở trên Sài Gòn. Cái món trái cây tôm này mình làm theo công thức ở trên Sài Gòn luôn các bạn. Mình hay ăn trái cây tôm trên Sài Gòn lắm. Đó, cái nước nó ra đỏ đỏ của dưa hấu và siro luôn nè. Thì miếng đá nè. Càng nhiều đá nó càng tan ra hút mới ngon. Để mình ăn thử cái dừa chưa nha. Múc miếng thanh long đi. Đấy. Ăn miếng dưa hấu đi. Nó chua chua nè, ngọt ngọt nè. Rồi thơm béo, nói chung là rất là ngon các bạn. Dừa luôn, mình bỏ đại cũng dừa nữa. Ok, tập trung vô múc mấy cu. Mình sẽ chia phần nha. Thằng tô với trái cây tô phải chia ra thằng tô chứ. Phải tự múc đi, nào cũng múc gì múc đi. Đúng rồi. Ừ. Nào cũng múc gì múc đi. Anh Long ăn cái tô này nha. Lấy cái đĩa xỉa. Còn nước thì chúng chan sao, lấy đĩa xỉa xuống đây. Chia chia hàng cái đĩa đây. Nè muỗng nè. Tốt, cái muỗng đĩa đi. Nè hả? Toàn lẻ quá Toàn. Anh mấy cái tay nho mới ngon đó Toàn. Nho mới ngon nè. Anh Toàn lẹ đó. Con muỗng cho muỗng anh. Rồi anh nhìn trước con muỗng chén nước chứ. Mình chơi theo thằng nào nhanh tay, Toàn chậm tay mắt à. 3 3 3 anh. Ghê quá mình. Muỗng này trước. Đó. Lẹ hết. Phút cái này. Được không cô? Cho anh muỗng nước đây, phút nước đây. Đúng rồi. Đó, miếng nước nữa, ấy có nước phải không? Ấy từ từ. Rồi. Ấy nhìn tôi. Trời ơi, nó hỏi chua dữ hả? Thôi chua dữ hả? Phải chua hả? Chua không chua? Dạ không. Đây, quốc tế sò thử cái chua nha. Em thấy chua mà. Vừa ăn, chua chua còn ngọt. Này là chưa mua, chưa chín luôn mà. Còn này là dưa lưới nè, ăn thử dưa lưới rồi.
Đậu dưa lưới này nó giòn, nó ngọt, nó tháo thôi. Đúng ngon luôn á, đổ vào dưa lưới rồi. Cái này dưa lưới đúng không? Dưa lưới là tiếp tục màu giò đỏ này nè, muốn vô lòn. Hành lắm chua dữ vậy. Hành lắm mà chua vậy. Dưa lưới đúng ngon. Còn đây là cái nho nha. Má ơi, nho ăn siro giống chua. Nhãn nữa nè. Nhãn này là cái là đúng dày luôn á. Ê, ăn chôm chôm vậy. Phải có cái muỗng nè, tao hấp nước vô mới biết. Mình ăn mà chua quá, mình ăn bị chua quá, mình hấp cái nước vô, nước này nước siro quá. Nước rất là ngọt. Tức là mình ăn cái tái nào bị chua thì mình sẽ hút nước vô. Thấy không? Đúng không? Nho chua quá. Nho chua quá. Nó bị kỵ hay sao á. Chứ nãy nho làm ăn nghe ngọt lắm. Nó bị kỵ. Ừ. Má ơi. Nó không bỏ cho nữa. Ngon quá là. Ngon không? Ngon. Nêm đại cũng vừa ăn nó hay quá nè. Cái bánh chôm ăn nghe chua chua thôi. Kỵ luôn. Ăn mẹ ăn đại luôn mấy Bảo ơi. Cái trái nào ăn được ăn luôn mấy Bảo. Ăn nho đi, trái nho đúng ngon luôn á. Đây là nãy giờ khoảng 15-20 phút là sắp hết rồi mấy bạn ơi. Còn kia thêm vài hàng nữa là hết liền. Mấy cu này vẫn còn ngồi cầm cụi ăn nè. Nãy giờ là khoảng 15-20 phút là ăn gần hết mấy bạn. Giờ mình kia thêm mấy thằng cu nhà nhà mình lại thêm nữa là bảo đâm hết liền. Nhưng mà giờ là trời sắp mưa rồi, nên mình kết thúc video tại đây nha. Kết quả là sao Tú? Ngon mà có điều quá. Nó chua. Tái nào ngon nhất? Tái nào ngon nhất? Tái nhỏ. Cái nhãn. Tái bít ngon nhất. Không, tái nhãn ngon nhất, đúng rồi. Hàng Bảo nói đúng, tái nhãn ngon nhất. Còn Tàu sao? Tái nào ngon nhất? Nhãn. Nhãn chôm chôm ngon không? Em chưa ăn chôm chôm. Tái nhỏ. Tái đồ, ngon nó không được chôm chôm luôn. Em... Còn hai con này, tái nào ngon nhất? Tái nhỏ. Nho. Nhãn không? Nhãn. Dạ. Không biết thằng này nó biết nói chuyện. Dì hấu. Dì hấu rồi hả? Dì hấu rồi, cái món này nhắc à. Cái món tái cây tô này là do mình bỏ siro hay là sữa đặc gì vô á. Cái trái nho nãy mình ăn rất là ngọt và vô đây tự nhiên nó chua lè các bạn. Nói chung là trong đây là cái nho Mỹ. Nho không hạt luôn mà nó chua bập tố luôn. Hồi nãy rất là ngọt, bỏ vô đây thì nó chua. Còn lại thì trái nhãn, trái chôm chôm gì đều ăn rất là ok. Nói chung là các bạn nào muốn làm trái cây tô này thì nhớ đừng có mua nho nha các bạn ơi. Bỏ nho vô nó chua bập tố luôn. Chị mày kết thúc video tao đây. Video hôm nay là làm nguyên cái tay cái hao tái cái tô khổng lồ. Kết quả là ăn rất là ok, chỉ duy nhất là tái nho là ăn chua thôi. Các bạn xem hết video thứ hai, hãy like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh, ủng hộ mình là hướng dẫn lý phát. Tạm biệt các bạn. Giờ kêu thêm hàng đại rồi nữa chắc phải hết quá. Nói gì nè.